mời bạn nè. Hello, chào chị. Chào em. Tại vì cái nick kia chị chờ em chút này, em mặc cái áo vô em sẽ chia sẻ với chị. Tại vì cái nick kia là cái nick của em Bình Nhi á, nhưng mà tại em không có mở được camera. Hình của chị là chị nói cái về cái chương trình này À, là chào 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 chị, chào mọi người. Thật ra thì em gọi là anh giới thiệu về em đi cho bà con biết đi cưng Bình Nhi. Xin chào chị, chào mọi người. Mình tên là Dương, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nick của mình là nick Bình Dương lúc nãy, nhưng mà tại vì không có cái Cảm biết ơn anh. gọi bằng cách nào. Thật ra là em nghe cái này cũng rất lâu rồi, là em cũng rất bức xúc. Thì hôm nay may mắn được chị gọi lên thì em cũng chia sẻ vài điều cùng với quý vị ở đây và kể cả các bạn ở nước ngoài, kể cả đặc biệt là những bạn ở nước Mỹ, thì em cũng chia sẻ. Không, Thật ra thì em đến đây. Bình Nhi cho chị nói nè, Dạ, không dạ phải là rồi nước chị. Mỹ người nào cũng xấu em. Chị nói đây là một số thành phần đang chống phá đất nước mình, chống cộng, gửi tiền về cho bà con ở trong nước mà bất mãn chế độ đó, là gọi là con cháu chế độ Dạ. ngụy Sài Gòn cũ đó, là họ xúi những người đó đi tù tội. Thì em có ý kiến gì sớm giờ chị nói về cái đó đó, em cũng đã hiểu chị rồi. Dạ Rồi. em hiểu rồi chị. Thì điều đầu tiên thì em nói như thế này. Em thì sinh sau năm 1975. Và em cũng gọi là cũng có tham khảo một số cái lịch sử của mình. Em coi hình như là gần như tất cả các lịch sử của thế hệ trước. Rồi kể cả ông cha ta, kể cả bác Hồ của chúng ta hay là tất cả em đã coi qua. Thì những cái điều mà các bạn ở phía bên ngoài, thứ nhất là xúi dục, ví dụ chẳng hạn vụ của ông Dương Văn Thả, hay là vụ hiện tại bây giờ cái anh Benny Trương, ảnh kêu gọi là mọi người trong nước đã đứng lên biểu tình. Thì em chia sẻ như thế này, em không có nghĩa là em là người dân trong nước, em không thích những cái cách, những cái chủ trương của các anh ở phía bên ngoài làm những cái điều đó. Nếu như các anh biết thương người dân trong nước ha, thì các anh nên làm một cái điều gì tốt hơn. Bây giờ Đúng em rồi. hỏi các anh nè, bây giờ ở hải ngoại gần 4 triệu cộng đồng người Việt mình, bây giờ các anh hãy công nhận thử coi bao nhiêu phe phái, bao nhiêu cái đảng mà chỉ có gần 4 triệu người thôi. Còn ở Việt Nam chúng tôi là 90 triệu dân. Các anh muốn làm một cái điều gì tốt, điều đầu tiên các anh ở hải ngoại, các anh thông minh hơn tôi đúng không? Các anh ở nước tiên tiến hơn tôi. Các anh hãy tập hợp làm sao 4 triệu người đó, chỉ cần phân nửa thôi, ủng hộ các anh. Thì các anh mới có được cái tiếng nói. Còn bây giờ tôi nói thật các anh ở ngoài đó, bây giờ các anh nói, ví dụ như tôi nói cái tổ chức của Đào Minh Quân, các anh nói chửi cộng sản chúng tôi là ăn hút máu dân, ăn tiền của dân đúng không? Bây giờ tôi hỏi ông, cái đảng của Đào Minh Quân á, bây giờ đi ngửa tay xin tiền từng người để ủng hộ mà không tự mình làm ra để tự mình sống được, thì thử nghĩ ông làm được cái chuyện gì? Cuối cùng ông làm đó để gì? Mục đích của ông làm để cho những người ở phía ngoài ta thấy, ta rót tiền vô để cho ông muốn làm chuyện lớn hơn hả? Xin lỗi đi, ông hãy xem lại coi cái vấn đề của ông Hoàng Cử Minh đi. Đã từng làm hơn các ông rất nhiều, nhưng cuối cùng kết quả ra sao? Chết không kịp chăn chối dòng họ bà con mình ở bên một đất nước khác. Các bạn cảm thấy nhục không? Đó. Nên bây giờ thực ra tôi chỉ có nói các bạn vậy. Các bạn yêu đất nước Việt Nam, tôi cũng yêu đất nước Việt Nam. Các bạn thương những người dân Việt Nam, tôi cũng thương các bạn. Thì các bạn hãy làm một cái chuyện khác. Ví dụ chẳng hạn bây giờ các bạn không tin, đúng không? Ở Việt Nam là đất bây giờ bán hết Trung Quốc. Thì bây giờ các anh kêu gọi những người kiều bào thành công ở nước ngoài đi về Việt Nam mở công ty giúp những người dân chúng tôi đi. Ở chúng tôi khi nói thật ra các anh giúp được chúng tôi không bao giờ quên anh các anh. Và tôi luôn ủng hộ các anh, dù các anh có thể là khó khăn, các anh có thể là đổi thừa là chính phủ không giúp được các anh gì. Tôi có thể, ví dụ tôi làm cho một
công nhân khác lương có thể 10 triệu, tôi làm cho các anh tôi đủ ăn thôi, chỉ cần 3 triệu tôi cũng làm. Tôi khẳng định với anh một điều đó, và người dân của chúng tôi cũng dám khẳng định anh luôn, tất cả những người ở Việt Nam trong nước hiện tại bây giờ chúng tôi đều có sự đồng lòng. Còn tất cả các anh làm những cái điều như các anh đang làm, tôi nói thật anh, trong nước này không ai coi trọng. Tại sao các anh mở ra diễn đàn mà người ta lên người ta chửi các anh? Tại vì các anh làm không đúng, mà các anh nghĩ làm điều đó, các anh nào là nói là khai dân trí. Tôi nói thật anh nha, tất cả các anh ở bên Mỹ, các anh cứ nghĩ tụi tôi là người trong nước, tụi tôi ngu gì. Xin lỗi các anh đi, tôi xin lỗi các anh đi nha. Còn các anh muốn á, anh đợi tôi trực tiếp live stream lên đây nói chuyện với tôi. Như ngày qua các anh Benny Trương á, ảnh live stream hồi 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 sáng này, em vô em gọi, em kêu ông gọi em lên, ông đâu dám gọi đâu, ổng spam em hết, những cái tin nhắn em ổng spam hết. Bắt đầu ổng mời ông nào lên toàn là, tôi nói thật các anh, bây giờ nè, tôi nói các anh một điều này nè, nước Nga người ta cũng từng là xã hội chủ nghĩa đúng chưa, triết lý Marx Lenin người ta cũng, Việt Nam mình cũng vậy, nhưng các anh thấy người ta đến bây giờ người ta cũng phát triển đúng không, bây giờ các anh cũng gọi là họ là tư bản đi, nhưng các có ai đem ông Lenin, có ai đem những cái là người lãnh tụ của người ta đem ra chửi không hả? Mà còn các anh, tại sao các anh đem đi những người lãnh tụ trước kia các anh để chửi để làm gì, nó đâu giúp được gì cho các anh đâu. Bọn tôi nhìn các anh chửi cái đó, còn tôi còn thù các anh hơn nữa Đúng rồi, đúng rồi. đúng chưa. Còn bây giờ tôi hỏi anh nè, tôi hỏi các anh luôn nè, tại sao chế độ Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, các anh trả lời tôi đi. Từ cái thời Ngô Đình Diệm người ta ổn định được bao nhiêu năm, Được 7 tự năm. nhiên giết chết người ta rồi. Anh thấy từ cái khoảng mà sau ông Lưng Ngô Đình Diệm cho đến khi mà ông Dương Nhân Minh trả lại cho Việt Nam Cộng Hòa đầu hàng, thì lúc đó ông nghĩ bao nhiêu năm rồi, trong ba khoảng bao nhiêu năm đó bao nhiêu con người lên làm thủ tướng và tổng thống, là tại vì sao? Các anh cũng là chỉ bè phái, các anh cũng là muốn mình là người, nhưng thực sự ra các anh không đủ tầm, các anh cũng chờ thằng Mỹ viện trợ cho các anh thôi, chứ các anh không thể tự các anh đi nấu cơm nấu nước tự các anh ăn được đúng không, không tự trồng được cái lúa các anh ăn, Đúng rồi, em các anh hiểu. cũng lệ thuộc thôi. Còn bây giờ các anh muốn làm điều này hả, các anh cũng muốn tập hợp để dựng phe phái hả, để cho người khác rót tiền vô các anh về chống phá Việt Nam. Xin lỗi các anh, không đợi đến những Em người cộng sản thực sự người ta đánh các anh đâu, mà tụi tôi là những người đầu tiên đánh các anh nè. Tôi nói cho các anh biết, anh nào gọi là mang lá cờ ba que vậy bước về Việt Nam đi, các anh coi tôi không có nghĩa, tôi không chửi và tôi cũng không phỉ báng ai hết, tôi cũng không xem thường ai hết, tôi xem trọng tất cả mọi người. Những người quá cố tôi càng xem trọng hơn nữa, dù họ có sai tôi cũng xem trọng họ. Tôi chỉ hỏi các anh một điều thôi, bây giờ ví dụ như cha mẹ anh sanh ra các anh, nuôi các anh lớn khôn, bây giờ lỡ cha mẹ anh bị khùng bị điên, các anh có còn coi là cha mẹ anh không, hay là anh xem người đó là một người dưng hay là một cái người bệnh tật như thế nào? Hả? Tôi hỏi các anh đi. Rồi các anh, khi các anh như vậy rồi các anh cũng vẫn phải xem là cha mẹ mình đúng chưa? Còn những người mà khai sáng, người ta bỏ cả một cuộc đời người ta ra, thì đến bây giờ các anh chửi để làm gì? Đâu giúp ích gì được các anh đâu. Đúng chưa? Mà các anh chửi thì làm gì? Còn bây giờ đó, các anh nè, tôi chỉ nói các anh nè, tôi chỉ nghe được một lần cái chuyện anh Bình Hồ anh nói chuyện. Bây giờ các anh ở hải ngoại, các anh đoàn kết lại đi. Các anh làm một cái điều gì cho gần 4 triệu dân ở ở nước ngoài đoàn kết đi, để cho chúng tôi thấy đi. Chứ không phải bây giờ các anh ngồi các anh kiểm điểm lại bao nhiêu tiểu bang nước Mỹ, rồi bao nhiêu cái gọi là cái phe, cái đảng phái. Anh thử nghĩ đi, được bao nhiêu cái đảng phái mà trong khi chỉ có 4 triệu dân đồng bào thôi hả? Còn bây giờ các anh, tôi nói thật,
người miền Nam của chúng tôi là người rất tin người. Chính vì các tin người đó nên bị các anh lợi dụng. Bây giờ các anh á, đi về Việt Nam nè, đi thăm ông Thả đi, hoặc là đi lo cho con của những người ông Thả đi. Đó, giờ có ai không? Các anh chỉ ngồi, các anh dùng cái lời nói, các anh mở Xuống livestream để các anh xuống tạo cái tiếng vang của các anh được cái gì? cứ mở diễn đàn ra, chị đi vào các diễn đàn cũng như cái gì tất cả diễn đàn ở bển, rồi sáng nay chị mở các diễn đàn đó thì thấy toàn là những người họ xúi bà con trong nước, nói giờ đất nước Việt Nam bây giờ bán cho Trung Quốc rồi, bán cho Tàu Cộng rồi, bà con hãy đứng lên đi rồi đi kéo biển tình đi, rồi chẳng những bên rồi cái người phụ nữ này nè, người phụ nữ này nè, người phụ nữ này tên gì vậy chị không nhớ, tại vì chị ít theo cô ta, tình cờ chị gặp cô ta thôi, thì người phụ nữ này nói là đứng lên đi, những em xì ke đứng lên đi rồi đi giết những người đó đi đó, em thấy hôm qua đi Để làm làm chi? không? Em hỏi chị nè, một cái điều rất là nghịch lý. Đây người phụ nữ này nè, Mấy ổng, có nghĩa là đó mấy nhìn ổng nhìn chẳng mặt cái qua người phụ nữ là này, vì cái sự uất ức của mình, vì cái sự đây thua cái người phụ cuộc. nữ này nè đó, Dạ rồi, hình như em có xem qua rồi. đó đó là cái Không, người phụ bây nữ giờ này, cái nè, gì đổ từ. đó Mình nói cho bạn nghe nè, cái vấn đề ung thư, đúng không? Bây giờ các bạn nói đổ thừa Trung Quốc là tụi tôi ăn ung thư, đúng không? Thì cái vậy. bạn có chứng minh được cái điều đó chưa? Nhưng cái điều này là chứng minh trước tiên nè. Người Mỹ mang bao nhiêu tấn dioxin về rắc lên đất nước Việt Nam chúng tôi. Và cái thế hệ của chúng tôi là những người sanh, tôi nói thẳng với anh luôn, là những người sanh từ năm 50 đổ ngược về đến năm 75. Những người đó hiện tại bây giờ là những người đó mang dòng máu ung thư, là do chất độc dioxin bắt đầu có tác dụng. Còn ví dụ như chẳng hạn tôi sinh năm sau năm 75, anh nói là tôi ăn đồ Trung Quốc, thì tôi có thể là sống đến 60 tuổi tôi mới chết, là ít lắm cũng phải 20 năm nữa nó mới có tác dụng. Anh hiểu chưa? Và những người mà đổ thừa, bây giờ tôi hỏi anh nè, những người đã bị đi chất độc dioxin đó, các anh ở bên đó thử có ai đứng ra tổ chức một cái cộng đồng để đi thưa kiện lại những công ty của Mỹ đã từng mang dioxin qua đây rải xuống Việt Nam chưa? Chưa ai làm. Cái đó là gần nhất và cái đó thiết thực nhất đó. Đó Mà các anh có nhìn thấy không? không làm, Các thấy anh mà không họ không làm chịu đâu. làm Mà là bây sao giờ các anh cái đi đó đi đó, đổi đổi thừa cho Trung Quốc hay là đổi thừa những thế này thế kia. Còn những cái người mà anh đang ở chung với đó, hiện tại bây giờ những người ta đang nuôi anh đó, là những người đó là những người đã đổ chất độc xuống chúng tôi, và chúng tôi thừa nhìn thấy kết quả bây giờ luôn. Tôi nói thật với anh, anh lên anh YouTube anh gõ vô anh xem ông Thiệu khi ổng thừa nhận tại sao ổng là viết đơn từ chức ha, thì lúc đó anh coi đi, người ta nói bằng sự thật của người đã sắp chết. Dioxin nó còn kêu uống được hả? Anh Hoàng Đặng gì nè, nếu ai nói dioxin uống được thì kêu mời người đó uống giùm. Tôi sẵn sàng bỏ tiền tôi mua cái chất này tôi cho uống. Đúng chưa? Nên các anh, nếu như các anh nói thương Việt Nam, thương những người dân Việt Nam, đúng không? Điều đầu tiên tôi nói anh, các anh hiện tại đều là mang quốc tịch Mỹ. Các anh nếu muốn nói thì các anh hãy lên một cái tổ chức giúp đỡ bằng một cách hòa bình, một cách nhân văn và có tình người. Chứ không phải các anh dùng những cái lời nói lên đây các anh chửi bới người ta. Tôi nói thật, tôi xem những cái livestream mà những người bên Mỹ vào đây nói chuyện, gọi các anh nói là các anh ở nước ngoài, ở một cái nơi tiên tiến, ăn những cái gọi là cao lương mỹ vị không có hóa chất. Nhưng tôi nói thật anh, những cái lời nói của các anh ra thì cũng chẳng khác nào, tôi nói xin lỗi, con chó tôi nuôi còn tệ hơn nữa. Tại con chó tôi nuôi tôi cũng cho nó gọi là ăn cơm trắng cá tươi, chứ không phải được như các anh. Hiểu chưa? Ủa?
nếu như nè đổ từ Đảng Cộng sản Việt Nam chiếm miền Nam, là tại vì sao? Tại vì các anh cũng chỉ từ tiền viện trợ của Mỹ đổ vô, chứ các anh có tự sống được hay không? Các anh đâu có tự sống được đâu. Nên tôi nói các anh á, các anh ngồi các anh ngẫm nghĩ thôi đi, mà cái điều đó là cái điều của quá khứ, hiểu chưa? Còn cái điều hiện tại bây giờ dân chúng tôi đang bị chất độc dioxin, đúng chưa? Bây giờ nếu mà các anh tốt, các anh hãy đi liên hệ những công ty dược, những công ty gì đó, các anh viện trợ bằng những kiện hàng chống ung thư hoặc là thuốc trị ung thư hoặc là như thế nào về cho người dân Việt Nam tôi đi, đúng không? Cái đồng tiền các anh như vậy tụi tôi mới cảm thấy có ý nghĩa, và tụi tôi còn quý trọng hơn anh. Và có thể tôi nói thật anh, tôi có thể tôi quỳ tôi lại anh, Dạ còn tôi bà có. làm những cái điều bây giờ tôi làm vô đây để làm gì? Anh chỉ để cho chúng tôi càng ghét anh hơn, và những người người ta không kiềm chế được, người ta sẽ chửi anh hơn. Còn tôi nói thật, tôi không chửi anh, tôi không chửi ai cả, kể cả các anh chửi cha tôi vẫn cười. Nhưng tôi chỉ nói bằng cái tình và cái tấm lòng của tôi cho các anh biết được là cái điều đó. Còn bây giờ các anh á, ví dụ như chẳng hạn như bây giờ Đỗ Minh Quân, tôi nói thật, ông đứng lên cái ngày 16 tháng 2 gì đó, gọi là cái ngày gì, tôi hỏi gì, cái tổ chức của ông, tôi hỏi ông có tự ông làm được ông sống hay không, hay là ông cũng xin từng đồng của những kiều bào của người Việt mình ở hải ngoại để gom lại thành một cái quỹ, quỹ để ổng làm gì, ăn chia trong đó mà thôi. Chị nói với em nè, chị nói nè, khi mà họ càng làm họ càng kêu gọi bà con trong nước mà bị đi tù với tội như vậy đó em, bị khủng bố gì vừa qua Đào Minh Quân đi xâm phạm làm đó, rồi Dương Nhân Thả, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh mẹ nắm đồ đó em thấy không, rồi thằng Hoàng Bình đồ đi tù đó như vậy đó em thấy vậy, càng những họ càng làm thì những người dân trong nước người ta càng tức tối, người ta càng có nói đấm cho tụi nó dở một cái mặt, nhưng mà ở đây người ta không có lên tiếng thôi, chứ thật sự mà có mà cái chuyện mà đó mà thật sự các bạn mà đang trong nước thì người dân sẵn sàng là tới chỗ nhà các bạn đấm các bạn vô nước vô vô mặt các bạn thôi, không có cần tới mà chị em mình trên ra mặt trên này đâu, họ sẵn sàng họ Đúng tới rồi đó họ chị, đấm luôn á. đúng rồi. Bây giờ em hỏi chị, bây giờ cái chuyện đảng, cái chuyện nhà nước, em nói thật, cái đó là một cái chuyện của đất nước, cần những người có tâm và những người có tầm. Nói thật luôn, cái gì nó cũng phải đúng thời cuộc, và cái gì nó cũng phải, đương nhiên anh giỏi anh tài kiểu gì kiểu anh cũng phải sống. Còn anh không tài, không, bất tài vô dụng, dần dần nó tự đào thải anh mà thôi. Nên ở đây không cần phải chửi ai, không cần phải nói làm gì, chỉ cần đến một cái lúc nào thôi thì tự động mọi chuyện nó sẽ khác. Còn ở đây anh ngồi, anh tất cả các anh ở hải ngoại, anh lên live stream, anh ngồi anh chửi từng ông này, anh chửi từng ông kia, tôi nói thật anh làm những cái điều đó vô bổ lắm. Anh làm điều đó, chính tôi là người dân, tôi cảm thấy không thích anh. Tôi nói thật anh, ví dụ như bây giờ tôi hỏi anh ha, tôi đặt lại câu hỏi cho các anh, ví dụ như các anh làm vậy, các anh mong rằng cái Việt Nam này nó tan hoang, thì các anh có đủ để đứng ra để kêu gọi những cái tổ chức về xây dựng Việt Nam, chẳng hạn như Việt Nam như nó thành cái bãi chiến trường như Iraq đi, các anh có đứng ra để các anh kêu gọi những người về xây dựng lại đất nước không, hay là các anh chỉ ngồi đó cười trừ? Tại vì sao? Các anh im ắng rồi, các anh mang quốc tịch Mỹ, các anh ở bên Mỹ rồi, Việt Nam nó banh gì thì kệ mẹ nó, liên can gì Đúng tới, mà chẳng qua mình chỉ là người một chút máu dân đỏ trong da nước, vàng của nó thôi, mình là người chứ các dân anh trong nước làm thì được cái mình chịu gì? khổ. Còn ai khổ? Chúng tôi là người khổ nè, chúng tôi là người trực tiếp khổ nè, các anh hiểu không? Nên các anh đừng nên mở những cái diễn đàn này ra. Xúi, đừng có Các anh xúi bà mở diễn con. đàn ra, tôi đã từng nói rồi, các anh cảm thấy, nói thật, nước Mỹ lao động khó khăn đúng không? Các anh buồn, các anh có thể lên live stream chém gió nói chuyện gì, ok, không vấn đề, kể cả anh muốn tin trong nước như thế nào. Giống như ngày hôm qua, không phải hôm qua nữa, mà hồi lúc trưa này em có coi cái livestream của ông Benny Trương, có một cái ông nào vô ông nói, ông ngồi ông nói như đúng rồi. Ngày hôm trước nữa thì có một cái anh đã ở bên Mỹ, anh vào anh hỏi anh Benny Trương vậy chứ anh có biết là cái Formosa trong đó, khi mà Formosa nó muốn xây một cái đền thờ trong đó, nhưng mà người ở Việt Nam này người ta không cho, anh có biết chuyện đó không? Ổng thì không biết.
Rồi bắt đầu, thật ra cái anh Benny Chương này nè, về cái lý luận của ảnh, ảnh cũng là cái ý tốt, nhưng ảnh bị những người khác nói nhiều quá nên buộc ảnh xiêu lòng theo. Nên cuối cùng ngày hôm qua có một cái ông vô, ông nói chuyện như đúng rồi, ông nói là ông quan hệ rộng, ông chửi hết người này người kia, ông nói những người cộng, những người là làm lớn là ngang hàng với ông, nói xin lỗi ông nói chém gió cho vui thôi, ông không biết gì hết á. Nên hình nên em mới nói thật với chị, em nghe cái chú Bình Hồ nói một lần trên cái diễn đàn của bác Anh bác Bình làm nhà Hồ báo. là nhà anh ở ngoài Huế, anh cũng chị cũng thường lên diễn đàn của anh em. Dạ, anh nói một câu em đó, ông nói là những người đó là những người bại não, Đúng rồi. nên em mới nói, em ổng mới nói là bây giờ các anh các quý vị không làm được đúng không, tôi không theo quý vị nhưng tôi chỉ nghĩ cho các con cháu của tôi mà thôi, nên các quý vị cứ đi làm cái chuyện các quý vị, còn tôi cảm thấy không được, tôi tổ chức ở đây gây dựng một cộng đồng để lo cho con cháu của các đời thế hệ về sau, chứ còn tôi không đi theo các anh làm những cái chuyện đó nữa. Thì bây giờ em coi lại thì em thấy có một số người đi chửi ổng, Hăm nói dọa ổng giết là ổng nữa, giật hăm dọa giết gọng ổng nữa. dùng, hay là em hỏi á, bây giờ nè tôi hỏi các vị ở nước ngoài, các vị biết được là ông Nguyễn Ngọc Lập đúng không, thiếu úy Nguyễn Ngọc Lập, ngày trước khi các vị còn lo đi kiếm ăn từng đồng, đi làm để kiếm tiền từng một đồng đô la, ổng là người chống cộng cực kỳ mãnh liệt nhất tại hải ngoại đúng chưa. Nhưng đúng rồi, Dinh Đỗ, chú Nguyễn Phương Hùng, nhưng tại vì sao ngày hôm nay ổng lại nói như thế nào, ổng đã về được Việt Nam, như nhà báo Nguyễn Phương Hùng này cũng về Việt Nam rồi, tại sao đi qua bển rồi các anh quay là các anh chửi người ta, các anh đâu có hiểu mà những người người ta nói sự thật. Ví dụ chẳng hạn mấy anh nói là nghe lời mấy anh, thực ra mấy người đó người ta nhẹ dạ, người ta cũng khổ đúng không, người ta cứ nghĩ là nghe mấy anh diễn trong bên trời Mỹ nó là một thiên đường. Tôi nói thật với anh á, qua Mỹ sống đúng là một thiên đường, nhưng anh phải có làm mới có ăn. Còn xin lỗi anh thất nghiệp được một tháng đi, nhà băng nó lợi nó cho anh đi ra ngoài đường liền. Anh nói nếu như đó gọi là nó có tình người thì nó có vậy không, đúng không? Các anh đâu nghĩ, các anh chỉ nói theo một cái phiến diện nào thôi, chứ các anh không nhìn tổng quát mà các anh nói chuyện. Còn tôi là người dân trong nước, tôi nhìn, tôi không kỳ thị ai, kể cả tôi đồng cảm với các anh. Giống như ngày xưa các anh đi theo chế độ nào tôi không cần biết, nhưng các anh là người Việt Nam, tôi vẫn quý các anh, tôi vẫn tôn trọng các anh. Nhưng tôi yêu cầu các anh, nếu yêu quý đồng bào trong nước, các anh hãy làm một điều gì đó thực tế hơn.